Giả dụ bây giờ canh vô một cái mặt bằng nào đó, canh sẽ nói là bây giờ canh vô manage nó có phần additional setting, thì nó có phần lifestyle, lifestyle layaway và layout button. Thì lifestyle này là mình tạo thêm một cái đường mới cho mình, một cái đường mới thì gì? Dựa trên một cái mẫu đường nào đó, thì quan trọng là mình tạo được mẫu đường. Canh sẽ vô phần setting và tạo cái mẫu đường cho nó, layout button. Hiện tại nó có những cái dạng mẫu đường sẵn có ở đây, mình tên new thì nó ra cái bảng này, layout button và tên, đặt tên như mẫu đường của mình, chẳng hạn mẫu đường A đi ha, bắt đầu bằng cái dash là dấu gạch hay là dấu chấm. Dash là dấu gạch thì dấu gạch đó là dài bao nhiêu ly, nó là dấu gạch dài 3 ly. Sau dấu gạch thì đến cái space khoảng trắng dài mấy ly cho 2 ly. Sau space thì đến một cái dash hay là một cái dot. Cái dot thì không có kích thước, nó sẽ lấy bằng 1.5 point. Rồi cuối cùng là kết thúc bằng một cái space. Đó là cái dạng đường của mình. Mình sẽ cho cái dash này là dài 5 ly luôn. Ok. Cái tên mẫu đường của mình là A ha. Ok. Cái space này mình chia cho khoảng cách cho nó là 2 ly. Sau khi có được cái mẫu đường của nhà mình này. Ok. Thì canh mới vô new setting và lifestyle. Thêm một cái dạng đường mới ở đây. Đây là đường mới của mình nha. Ok. Và cái đường này á, mình sẽ nói là lấy cái mẫu theo cái dạng A của mình mới tạo. Màu sắc mình cho màu ở đây. Và nét, đây là nét số mấy, độ dài nét. Độ dài nét thì nó lấy 1 đến 16. Và tất nhiên chúng ta sẽ nói căn cái phần độ dài này. Nó phụ thuộc tùy vào đối tượng mà phụ thuộc theo tỷ lệ hay không. Ví dụ mình cho đây là nét số 3. Thì khi đó căn mới vô phần annotate nhé. Vẽ cho anh một đường design line. Thì trong lifestyle mình chọn ra mình thấy cái đường mới của mình. Đường mới của mình chọn ra đây. Mình vẽ ra. Mình thấy nó có đúng những thiết lập của mình. Độ dày nhé. Đúng như này. Mình vô setting mình sửa. Manage. Modify. Layout button. Mình sửa lại cái đường A này là. Cái này là cho 9 ly nha. Như vậy. Ok. Thì nó dài hơn. Và mình vô phần lifestyle, mình nói cái đường của mình á, đường mình là cho nét dài hơn nha, nét số 10. Okay. Thì nét nó dài, đó là phần điều khiển hiển thị cho lifestyle.